Thiên Ân về nước bật khóc trong vòng tay cha ruột, tự hào đội vương miệng gãy, Mitten Award có ấy nấy. Sau hành trình của mình tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Thiên Ân đã về nước trong sự đón chào của những người yêu mến. Và ở sân bay, người ta còn bắt gặp hình ảnh cha của nàng hậu lẳng lặng đứng chờ con gái sau nhiều ngày xa cách. Theo đó, chiều tối ngày 26 tháng 10, Thiên Ân cùng ekip đã đáp chuyến bay về đến Việt Nam. Nàng hậu được đông đảo người hâm mộ chờ đợi ở sân bay từ rất sớm. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thiên Ân diện mẫu váy ôm body quyến rũ và khoe thần sắc sảng sỡ. Trên đầu, Thiên Ân đã đội chiếc vương miện The Wings of Beauty mà cô đã đạt được tại Miss Grand Việt Nam 2022, dù chiếc vương miện này đã bị sứt mẻ trong lúc cô đang chinh chiến tại Indonesia. Khi nhìn thấy rất đông người đến đón và họ reo tên mình, Thiên Ân đã rất xúc động và hạnh phúc. Dù mệt mỏi vì chuyến đi dài, nhưng Ân vẫn cố nén lại chụp ảnh và ký tên cho một số fan. Nàng hậu luôn giữ được năng lượng tích cực và vui vẻ như tinh thần từ những ngày đầu đến với cuộc thi. Đặc biệt, trước khi ra về, Thiên Ân đã nán lại và có những chia sẻ đầy xúc động gửi đến người hâm mộ, cũng như tất cả người dân Việt Nam. Người đẹp chia sẻ, rất biết ơn khi mọi người đã dành tình yêu thương và ủng hộ cô trong suốt hành trình tại MCI 2022. Cụ thể, Thiên Ân xúc động nói, tuy Ân đã không thành công tại MCI, cũng không hẳn là không, có thể Ân đã rất thành công rồi, đúng không mọi người? Ân rất cảm ơn tình cảm của mọi người. Bây giờ, Ân về đến Việt Nam với tư cách là một hoa hậu Miss Grand Việt Nam 2022 và Ân hứa sẽ làm hết sức, làm trọn trách nhiệm của mình. Trước đó, khi nàng hậu đặt chân về nước, các fan sắc đẹp cũng đã hợp sức để mang đến một món quà tinh thần ý nghĩa cho Thiên Ân. Theo đó, trang Instagram chính thức của mỹ nhân gốc Long An đã chính thức cán mốc 1 triệu người theo dõi vào sáng ngày 26 tháng 10. Ngoài người hâm mộ, cha Thiên Ân cũng có mặt từ sớm để đón con gái. Lúc chờ đợi con gái cưng, cha của Thiên Ân đứng một mình cách khá xa đám đông người hâm mộ. Có lẽ ông ngại tiếp xúc với ống kính camera, nhưng dù đang ở bên ngoài khu vực sân bay, cha Thiên Ân vẫn liên tục ngoái đầu nhìn vào phía trong để xem con gái mình đã ra ngoài hay chưa. Nhìn vào, ai cũng có thể thấy rõ sự bồn chồn xen lẫn hồi hộp của cha nàng hậu trong lúc đợi con. Kể từ khi đăng quang trong nước, Thiên Ân đã ngay lập tức phải đến Indonesia để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Thời gian cả hai được ở bên nhau không được nhiều, nên ngay lúc này, chắc chắn người mà Thiên Ân muốn gặp nhất chính là cha của mình. Nhiều người vẫn nói con gái dù có mạnh mẽ, tài giỏi đến đâu thì vẫn luôn là công chúa, là báu vật của người cha. Thiên Ân đã phải một mình trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong thời gian ở Indonesia. Vì thế, một cái ôm cùng với lời động viên an ủi của cha sẽ là điều rất ý nghĩa đối với cô. Cha có thể thường không hay bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài, nhưng tình thương dành cho con gái là không thể phủ nhận. Nhìn thấy sự quan tâm lo lắng mà cha Thiên Ân dành cho cô trong lúc chờ con gái về nước, người hâm mộ không khỏi cảm động xen lẫn vui mừng vì nàng hậu có một mái ấm hạnh phúc. Trước khi lên xe trở về nhà, nàng hậu cũng hẹn tất cả mọi người sẽ có dịp giao lưu nhiều hơn trong buổi homecoming sắp tới. Theo như lời bà Phạm Kim Dung chia sẻ trong livestream trước đó, có thể Thiên Ân sẽ có hành trình homecoming với nhiều hoạt động thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000 tại Long An, cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng đại diện trường cấp 3 đi thi nữ sinh áo dài năm 2018 và giành quán quân chung cuộc. Vừa qua, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2022. Tại đêm chung kết cuộc thi, Thiên Ân đã có màn đồng diễn và hô tên ấn tượng. Sau đó, nàng hậu được xướng tên cho giải thưởng Country's Power of the Year. Giải thưởng phụ này cũng đã giúp cho đại diện Việt Nam có tấm vé bước thẳng vào top 20 chung cuộc. Dù đã có sự thể hiện tràn đầy năng lượng trong phần thi trang phục thể thao, Thiên Ân lại gây tiếc nuối khi không được gọi tên vào top 10 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi năm nay. Thiên Ân là nàng hậu vô cùng đặc biệt khi cô chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để chuẩn bị trong nước trước khi chinh chiến quốc tế. Tuy nhiên, xuyên suốt những ngày thi vừa qua, nàng hậu quốc Long An luôn có phong độ thi đấu ổn định và mang đến những phần trình diễn khiến các fan sắc đẹp trên toàn thế giới phải nói chuyện về nhiều. Qua đó, người hâm mộ tin tưởng rằng trong tương lai, mỹ nhân sinh năm 2000 sẽ còn có tiềm năng bứt phá hơn nữa trong làng hương sắc.